liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến đường sắt nghiêm trọng. Và nguyên nhân chủ yếu là do phương tiện xe cơ giới vi phạm hành lang an toàn hoặc băng qua đường sắt. Hậu quả là người tham gia giao thông và thậm chí là lái tàu cũng mang thương tật hay tử vong. Lái tàu vốn chỉ được công nhận là một nghề nặng nhọc, nhưng cùng với sự phát triển của xã hội, sự thiếu ý thức của người tham gia giao thông, có lẽ chúng ta nên nhìn nhận lại nghề này. Chiếc đầu máy tàu SE2 đang đợi thanh lý sau va chạm với xe tải vào ngày 20 tháng 2, 3 người đã tử vong tại chỗ. Lái tàu bị thương, đầu máy cũng hư hỏng nặng. Thời gian gần đây, khi liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến đường sắt, nhiều người bảo phải ngồi trên khoang lái mới biết người lái tàu phải đối mặt với những khó khăn gì. Cái rèn luyện, cái bản lĩnh đấy thì nó cũng là một phần thôi, nhưng mà cái nghề nó tạo cho mình, buộc mình phải có cái bản lĩnh như thế thì mình mới tồn tại được. Chứ còn nếu như là mình yếu đuối quá hoặc là mình nhiều cái mình có suy nghĩ quá thì cũng không thể làm được. Bởi vì là khi mình ra ngoài đường, hoạt động của mình độc lập, chỉ có một mình thôi. Nhà cửa mọc san sát, người dân vô tư đi lại. Lái tàu buộc phải tập trung cao độ, vận dụng tất cả các giác quan để xử lý tình huống. Lo sợ nhất là mỗi lần nhìn thấy ô tô tải đi song song, cả ban lái rất căng thẳng, còi tàu dồn dập, tay ấn còi, nhưng một tay trực sẵn ở cần hãm. Mà phương đặc biệt là đối với người lái tàu, đặc biệt là phát triển về cái phương tiện giao thông cơ giới thì là ô tô, để thay cho các hệ thống xe công nông, xe bò, xe cũ ngày xưa thì bây giờ người ta toàn dùng ô tô tải. Do vậy là mặt xe tải nó đi thì hết sức nguy hiểm. Bản thân một số vụ tai nạn trở ngại thế thôi, là ô tô đi song song với tàu hỏa, nhưng đến dần vào đến nơi người ta vẫn cua vào. Vì người ta nghĩ có khi tàu là chạy thấp chưa đến nơi, ta đã phải vào. Từ năm 2010 cái mật độ giao thông nó phát triển nó quá nhanh, dẫn đến cái nghề lái, mà đặc biệt là cái đường sắt luôn chạy song song với đường bộ, dẫn đến cái việc mà tai nạn giao thông là rất nhiều. Sau mỗi vụ tai nạn, lái tàu có thể may mắn sống sót, vẫn tiếp tục cầm lái trên khoang, xong họ sẽ bị ám ảnh suốt đời. Để rồi, sau mỗi lần đến khúc cua, gặp chướng ngại vật, những ám ảnh ấy lại hiện hữu. Nên mỗi lần đi một chuyến tàu, chẳng hạn như đi đường phía Bắc, mà đi Hải Phòng về, mà bắt đầu lên đến cầu Long Biên là cảm thấy nó đã thở ra nhẹ nhàng rồi. Còn để về ga Hà Nội là nuối từ cầu về là nó cũng đã hết cái chỗ nguy hiểm rồi. Hoặc là đi đường phía Nam mà nếu mà chạy về mà cứ vào đến cổng sắt ga Khâm Thiên thì mới phải thở phải vào cái. Đường sắt là đường ưu tiên. Những tưởng lái tàu vì thế mà được an toàn, nhưng thực tế lại không phải như vậy.